Lồng đèn là món đồ chơi không thể thiếu mỗi dịp trung thu của các em. Tuy nhiên, đây cũng trở thành nơi bộc phát những ý táo bạo của người lớn với sự chịu chơi và tốn kém đến không thể ngờ. Mới đây, một cô gái có tên là Nguyễn Thị Ánh Ngọc ở thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ những hình ảnh về chiếc lồng đèn có 102 của mình. Chiếc lồng đèn được làm từ 3 cọc tiền mặt, cọc ở giữa là tờ 100 đô, khoảng 2,3 tỷ, hai cọc còn lại là tờ 500 ngàn, tổng khoảng 1,2 tỷ. Thanh cầm cũng được làm bằng nhiều tờ 500 ngàn, giá trị khoảng 10 triệu đồng. Ngọc chia sẻ, chiếc lồng đèn được làm xong, ngay lập tức được Ngọc rước lòng vòng trong chính căn phòng ngủ của mình. Cầm vài phút mà muốn trặc cả khớp tay, Ngọc nói. Theo chia sẻ của Ngọc thì cô tiếp tục rước chiếc đèn 3,5 tỷ này ở trung tâm thương mại vào đúng dịp trung thu, cho an toàn, không dám cầm đèn ra đường vì sợ giang hồ cướp. Khi chia sẻ và nhận về nhiều bình luận cho rằng khoe khoang và làm màu, Ngọc cho biết cô cảm thấy bình thường, thậm chí không để ý lắm. Mình làm vì niềm vui của chính mình thôi, không động chạm gì đến ai là được. Và mình cũng chia sẻ rõ ràng là hình minh họa mà, Ngọc phân trần. Được biết, Ánh Ngọc là người mừng cưới em gái 49 cây vàng, 2,5 tỷ tiền mặt từng gây xôn xao hồi tháng 2 năm 2020. Còn bạn có mong muốn có một chiếc lồng đèn 3,5 tỷ như thế này không? Hãy cùng chia sẻ nhé!